từ vụ bắt chủ tịch tập đoàn Thuận An, doanh nghiệp lớn nhanh như thổi nhờ các dự án cầu đường. Kính chào quý vị đang theo dõi những tin tức thời sự mới nhất trên kênh YouTube của báo Tiền Phong. Thưa quý vị, ngày 15 tháng 4, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an C03 đã khởi tố vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, đưa hối lộ, nhận hối lộ xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An, Thuận An Group và các đơn vị tổ chức có liên quan. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đồng thời ra các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với 6 bị can, trong đó có ông Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và đưa hối lộ, quy định tại khoản 3, điều 222 và khoản 4, điều 354 Bộ Luật Hình sự. Đáng chú ý, Tập đoàn Thuận An có bước phát triển khá giống với Tập đoàn Phúc Sơn của Chủ tịch Nguyễn Văn Hậu, tức Hậu Pháo, vừa bị bắt vào cuối tháng 2 vừa qua. Theo đó, Tập đoàn Thuận An cũng đi lên từ một doanh nghiệp có quy mô vốn điều lệ chỉ vỏn vẹn 3,9 tỷ đồng. Trong vòng 10 năm trở lại đây, Thuận An đã lớn nhanh như thổi và vốn điều lệ đã gấp 200 lần lúc mới thành lập. Những năm gần đây, tập đoàn này nổi lên nhờ làm cầu đường. Chân dung Tập đoàn Thuận An từ một doanh nghiệp quy mô nhỏ đến tập đoàn lớn nhanh như thổi. Tập đoàn Thuận An, tiền thân là Công ty Cổ phần Phát triển Xây dựng và Thương mại Thuận An, thành lập vào tháng 8 năm 2004 với vốn điều lệ khiêm tốn chỉ 3,9 tỷ đồng. Ngành nghề hoạt động chính là xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác. Giai đoạn 2011-2018, Thuận An Group bắt đầu con đường mở rộng quy mô với đích đến là xây dựng hạ tầng kỹ thuật, với 3 lần tăng vốn điều lệ đều gấp lên nhiều lần. Đến năm 2014, vốn đăng ký của doanh nghiệp đã lên 300 tỷ đồng, tức tăng gần 80 lần sau 10 năm. Năm 2021, doanh nghiệp tiếp tục tăng vốn điều lệ lên gần 3 lần với mức 800 tỷ đồng, gấp hơn 200 lần so với khi mới thành lập. Nhiều năm gần đây, Thuận An liên tục trúng hàng chục gói thầu xây lắp, trong đó có những gói thầu quy mô vài trăm tỷ đồng. Trong vai trò là nhà thầu độc lập hoặc thành viên liên danh, Thuận An hiện cũng đang trong thời gian thi công hàng loạt gói thầu tại nhiều tỉnh thành trên cả nước. Trong năm 2023, liên danh Tổng Công ty Xây dựng số 1, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Trường Sơn, Công ty Cổ phần Tập đoàn Đạt Phương, Thuận An Group đã trúng gói thầu số 11XL thi công xây dựng công trình cầu Đại Ngãi 2, tuyến và các công trình trên tuyến có giá gói thầu là 2.073 tỷ đồng, giá trúng thầu là 1.727 tỷ đồng. Liên danh Thuận An Group, Công ty Cổ phần Xây lắp và Cơ khí Phương Nam, Công ty Cổ phần Xây dựng Hạ tầng Bắc Trung Nam, Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng 168 Việt Nam trúng gói thầu xây lắp số 2, thi công xây dựng đoạn km 22 đến km 32 thuộc dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột giai đoạn 1 với giá trúng 2.078 tỷ đồng. Liên danh Thuận An Group, Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng 168 Việt Nam cũng đã trúng gói thầu số 04XL thi công xây dựng đoạn km 12 500 đến km 19 120 thuộc dự án cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang giai đoạn 1, đoạn qua tỉnh Hà Giang với giá trúng thầu là hơn 815 tỷ đồng. Những gói thầu có tên Thuận An còn có thể kể đến như gói thầu số 5 thi công xây dựng dự án sửa chữa cầu Thăng Long, thành phố Hà Nội, trúng thầu tháng 7 năm 2020 với giá 242,846 tỷ đồng. Gói thầu XL10 thuộc dự án cao tốc Bắc Nam, đoạn Cam lộ La Sơn, trúng thầu tháng 12 năm 2019 với giá 639,407 tỷ đồng. Doanh nghiệp này cũng từng trúng gói thầu số 01EC thuộc dự án nút giao thông khác mức đường số 2, khu đô thị Nam thành phố Tuy Hòa, đường Nguyễn Văn Linh, tỉnh Phú Yên, trúng thầu tháng 3 năm 2019 với giá 496,034 tỷ đồng. Gói thầu số 14 thuộc dự án nâng cấp mở rộng quốc lộ 15A, đoạn km 301 cộng 500 đến km 333 cộng 200 tỉnh Nghệ An với giá trúng thầu là hơn 60 tỷ đồng.
tại công trình xây dựng nút giao thông Điện Biên Phủ - Nguyễn Tri Phương thuộc dự án phát triển bền vững thành phố Đà Nẵng - Thuận An trong vai trò liên danh cũng là nhà đầu tư thực dự án với giá trị hợp đồng gần 120 tỷ đồng. Nổi lên từ việc xây cầu. Vài năm gần đây, tập đoàn Thuận An nổi lên là một nhà thầu trong các dự án làm cầu. Đó là dự án cầu sông Rút nằm trên tuyến cao tốc nối Hạ Long với Bạch Đằng, cầu Cửa Hội, dây văng Xtradosit bắc qua sông Lam, cầu Vĩnh Tuy 2, cửa ngõ ra vào thủ đô Hà Nội, cầu Rạch Miễu 2. Một dự án nữa mà công ty cổ phần tập đoàn Thuận An thi công là dự án cầu Kỳ Lộ, cây cầu dài nhất với 1,8 km trên tuyến cao tốc Bắc Nam, đoạn Quy Nhơn - Chí Thạnh. Tập đoàn Thuận An cũng chính là một trong hai nhà thầu chính thi công cầu dây văng máy chai nối từ mương cầu Tre Ngô Quyền sang đảo Vũ Yên của huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng với tổng mức đầu tư trên 2.000 tỷ đồng do một tập đoàn tư nhân làm chủ đầu tư. Công trình nằm ngay cửa biển, có các tàu tải trọng lớn ra vào. Còn tại công trình cầu dây văng Đồng Việt nối tỉnh Bắc Giang với Hải Dương, Thuận An là nhà thầu đảm nhận khối lượng công việc lớn nhất dự án với giá trị thi công gần 800 tỷ đồng trên tổng mức đầu tư hơn 1.400 tỷ đồng. Chủ đầu tư dự án này là Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông, nông nghiệp của tỉnh Bắc Giang. Loạt cán bộ ở Bắc Giang bị bắt cùng Chủ tịch Tập đoàn Thuận An. Trong vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, đưa, nhận hối lộ xảy ra tại công ty cổ phần tập đoàn Thuận An và các đơn vị tổ chức có liên quan. Ngoài chủ tịch tập đoàn Thuận An là ông Nguyễn Duy Hưng vừa bị bắt để điều tra về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, còn có 5 người khác, trong đó có loạt cán bộ ở Bắc Giang. Cụ thể, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an C03 đã khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với Trần Anh Quang, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An về tội đưa hối lộ, quy định tại khoản 4, điều 364 Bộ Luật Hình sự. Nguyễn Khắc Mẫn, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và đưa hối lộ, quy định tại khoản 3, điều 222 và khoản 4, điều 364 Bộ Luật Hình sự. Nguyễn Văn Thạo, Giám đốc và Đàm Văn Cường, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông, nông nghiệp, tỉnh Bắc Giang về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và nhận hối lộ, quy định tại khoản 3, điều 222 và khoản 4, điều 354 Bộ Luật Hình sự. Hoàng Thế Du, Trưởng phòng Ban Quản lý Dự án tỉnh Bắc Giang về tội vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, quy định tại khoản 3, điều 222 Bộ Luật Hình sự. Hiện Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đang tập trung lực lượng, mở rộng điều tra, làm rõ hành vi vi phạm của các bị can, sai phạm tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An và các đơn vị tổ chức cá nhân có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật và thu hồi triệt để tài sản. Những diễn biến tiếp theo liên quan đến vụ án này sẽ còn được chúng tôi liên tục cập nhật trong các video tiếp theo. Quý vị hãy nhấn like, theo dõi kênh để không bị bỏ lỡ. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại!